吃，好不好？Nghe cách tập rap thì nó giống như là bài học tỏ lòng. Khi mà má mày chơi với tao thì má mày sẽ phải bỏ chồng. Ủa? Mày sẽ quá nhọc. Sẽ cho mày biết gì. Ok, tao sẽ biết con chó này nếu biết gì. Khi mà tao sẽ tô vẽ bằng nguyên cái viết gì. Tao sẽ cho mày biết hôm nay là mày biết gì. Ok, tao chính xác và viết chính tả. Khi mà mày chính là tao là họa sĩ, mày là thính giả. Ok, ở đây và tao chính xác tô màu. Mấy con chó này, ok, tao sẽ làm cho mày khô màu. Oo, siguro na sila. Kita ka balong tala yung hindi, bro. Sige, babe. Thanks. Play the music, babe. Lali. Chiki na pom, chika pa, chiki to. Panya po, chiki to, paka pom, pom, chik. I want a 1, 2, 1, 2, 3. A pom, chika pom, chika pom, 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 chik. Don't make a pom, chik, make a pom, chik, 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 pom, 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 chik. Yeah! Woo!